Tướng Nguyễn Music xin chào các quý phụ huynh và các bạn. Thì hôm nay Tướng Nguyễn Music sẽ tiếp tục cái dòng series những cây organ dành cho những bé từ 3 đến 9 tuổi. Thì hôm nay Tướng Nguyễn Music sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn và quý phụ huynh một cái sản phẩm model tiếp theo, đó là cây CTK 1.500 của Casio. Thì CTK 1.500 nó là một dòng sản phẩm dòng thấp của Casio để thích hợp cho những bé từ 3 đến 9 tuổi học, bởi vì Casio đã tối ưu hóa tất cả những chức năng không cần thiết dành cho những bé nhỏ. Và cây CTK 1.500 này là dòng sản phẩm được sản xuất cuối 2017, nên là nó là model mới, nên là các bạn mua đó là hàng trong thùng, không phải là hàng trưng bày hoặc cứ là hàng đã qua sử dụng. Đầu tiên Tiến Nguyễn sẽ giới thiệu sơ khai về cái dòng sản phẩm CTK 1.500 này cho các bạn xem. Thì nó sẽ có hai màu chủ đạo, đó là màu hồng. Màu hồng các bạn thấy ở trên đây, màu hồng cách chữ đây, nó sẽ thích hợp chung với một cái phím chức năng gọi là Tone, Grip và Son Băng, để cho các bé có thể nhìn rõ hơn những cái màu hồng này là nằm ở trong nhóm chức năng này. Và những nhóm chức năng này sẽ chỉnh cái này, bởi vì khi những cái bé nhỏ ấy, chưa biết chữ hoặc là biết số, thì các bé chỉ cần nhìn màu để các bé phân biệt những chức năng đó sẽ sử dụng cái gì. Còn màu đen ở đây nó sẽ sử dụng cái phần này là nằm bên phần Grip và Son Băng. Còn bên đây là những chức năng hỗ trợ bé học. Đây thì trước tiên thì các bạn nhìn trên đây, ở bên đây Casio đã tích hợp cho mình chỉ có 3 nhóm chức năng dành cho những bé nhỏ tầm 3 tuổi là bé có thể chơi được, bởi vì Casio đã tối ưu hóa tất cả những cái phím gọi là không thích hợp hay là nó quá cầu kỳ đối với những bé nhỏ. Ở đây màn hình thì màn hình LCD. Đó, màn hình LCD thì các bạn mở lên các bạn để cho các bé biết được là các bé đang quýnh gì và hiển thị những cái gì. Đây là nút nguồn của sản phẩm. Thì đối với Casio thì lúc nào nút nguồn cũng nằm ở dưới chữ Casio. Đấy, chúng ta chỉ cần bấm vào và nó sẽ màn hình sẽ tự khởi động. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây là phím đàn. Đây là hiệu chỉnh những cái chức năng tiếng nằm bên cái chỗ là Tone này. Nó có biểu tượng là một cái phím đàn đây. Còn phím này biểu tượng nó là một cái trống. Thì ở đây nó sẽ biểu tượng một cái trống để hiển thị chức năng ở nằm trong Grip này. Còn Son Băng, mình xin giải thích thêm cho các bạn, đó là Tone tức là những tiếng có sẵn trong đàn, Grip là những cái điệu mà mình tích sẵn trong đàn. Ở đây Tone là Casio tích sẵn cho mình 120 Tone, Grip thì làm có 70 và Son Băng là 100 bài hát nổi tiếng của thế giới. Ở đây Tướng Nguyễn sẽ ví dụ cho các bạn luôn. Nếu như các bạn muốn chọn tiếng thì các bạn có thể chọn là Tone, và ví dụ như ở đây là 002 là một cái tiếng khác. Bây giờ mình muốn chọn một cái tiếng khác thì mình sẽ làm thế nào? Ví dụ như mình muốn chọn ở vị trí số 5 thì chúng ta sẽ chọn là 005. Đấy thì nó sẽ hiện ra là Air Piano, tức là tiếng piano điện. Đấy, thì hiệu chỉnh cho bé rất là dễ dàng. Ngoài cách đó thì chúng ta có thể bấm cộng trừ ở đây để chúng ta di chuyển thì rất là dễ dàng. Đối với những bé nhỏ thì những thao tác này là rất dễ dàng với bé luôn. Thì tại vì nó đã tối ưu hóa tất cả những chức năng không cần thiết dành cho những bé nhỏ thì nó sẽ hợp lý hơn tới cái cây CTK 1.500 này. Còn chức năng Grip này chúng ta sử dụng như thế nào? Cũng tương tự như Tone, thì chúng ta bấm vào Grip thì lập tức cái này nó sẽ hiện xuống chỗ cái trống. Đây là đoạn Grip. Khi chúng ta Grip là một dạng gọi là một cái tiết điệu, khi nó lặp đi lặp lại thì để chúng ta bỏ áp âm. Đây ví dụ mình sẽ cho các bạn nghe. Đối với những sản phẩm cao cấp thì ở khu bên đây nó sẽ để rất là nhiều chức năng, làm cho các bé nó gối đi. Thì ở đây cái CTK 1.500 nó đã tối giản, còn có 3 nút thôi để cho bé có thể hiệu chỉnh rất là dễ dàng. Mình xin chỉ cho các bạn luôn. Fill, đây là tức là chức năng để chúng ta fill trống. Đây là chức năng start stop, và là chức năng chúng ta phát và dừng. Đây là chức năng accord để cho chúng ta bỏ hợp âm. Đấy. Khi các bé chơi keyboard thì những chức năng này là cần thiết nhất. Ví dụ như chúng ta muốn cho bé nghe một bài nhạc thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đối với cái CTK 1.500 này, nó rất đơn giản, các bạn chỉ cần bấm vào Son Băng. Và nếu mà bạn muốn di chuyển đếm một cái bài nào đó, ở đây nó có tặng cho mình 100 bài cài sẵn ở trong đây. Thì chúng ta thứ nhất chúng ta sẽ bấm cộng trừ để chúng ta di chuyển đến bài chúng ta yêu thích cho bé nghe. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ nhớ số và chúng ta sẽ bấm ví dụ như là bài 99099, nó sẽ ra một cái bài đó. Khi chúng ta phát thì như thế nào? Chúng ta chỉ cần bấm vào start stop để chúng ta phát.
khi chúng ta tắt thì tắm chỉ startup để tắt. Ngoài ra nếu volume nhỏ quá thì các bạn ở bên đây nó có nút volume, nó chỉ có hai nút, nút mũi tên lên và nút mũi tên xuống. Nếu các bạn tăng lên thì ở bên đây nó sẽ hiển thị là volume sẽ tăng lên 4, 5, 6. Nó có 6 mức độ volume nha các bạn. Đây là số 6 nè. Mình trừ xuống còn 5, 4 đây. Thì CTK 1500 nó là nhóm chức năng cơ bản dành cho những bé nhỏ từ 3 đến 9 tuổi. Nên là nó sẽ không có những chức năng như là những một cái cây organ gọi là khá chuyên nghiệp hay là cận chuyên nghiệp chơi gia đình. Thì ở đây nó sẽ không cho mình metronome. Đấy các bạn nhìn thấy khi mà bé chỉ bé vọc vạch trên những cái phím và những cái nốt thôi. Đấy thì các bạn có hiệu chỉnh vô tư. Thì ở trong function này nó sẽ có những chức năng cơ bản để chúng ta tiếp xúc và chúng ta hiệu chỉnh những cái nằm ở bên trong. Cái này thì bé không cần quan tâm đâu, tại vì đó là những chức năng nâng cao của nhà sản xuất. Nó muốn chúng ta tiếp xúc ở bên trong, tác động bên trong để theo ý thích của chúng ta. Ở đây những bé nhỏ thì chúng ta không cần ở những cái đó. Thì cái CTK 1500 chẳng lẽ chỉ có bao nhiêu chức năng đó hay sao? Không phải như vậy đâu các bạn. Ở đây Casio CTK 1500 nó cũng tích sẵn cái chức năng gọi là Dance Music. Ở đây nó cũng giống như cái CTK 2500, nó cũng tích hợp cho mình 50 bài Dance Music này, EDM, House, Hip Hop. Ở đây chức năng chúng ta sử dụng cũng tương tự như cái CTK 2500 mà mình đã giới thiệu như các bạn ở phía trước. Ở đây nó cũng có chức năng Lesson Live để chúng ta có thể cho bé học đàn một cách ok. Cũng như cái clip trước thì chúng ta sử dụng như thế nào, thì chúng ta chọn những song băng, nằm những bài hát trong băng, 99 bài trong song băng này. Ví dụ như mình chọn bài 001 tức là bài đầu tiên, thì mình cho bé tập bài này thì như thế nào, chúng ta sẽ bấm vào Listen Live. One, ở đây các bạn tương tự trước, các bạn thấy mất đồ thì one là ngón cái, là ngón đồ. Rê, mi, fa, son, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, đồ. 1, 4. 4 là ngón áp út nè. 4 ở đây đang là ngón son. 4, 5. 3 là ngón út, là ngón la. 5. Chúng ta tắt lại thôi. Ví dụ như các bạn thích bài khác thì các bạn cứ chỉnh cộng trừ để chọn cái bài nào mà cho bé tập thì nó rất ok. Ở đây nó sẽ chỉ cho chúng ta cái ngón để chúng ta luyện luôn. Đấy, thích hợp cho những bé nhỏ rất là ok. Các bé rất là thích những cái tiết tấu dạng như thế này. Vừa có nói chuyện của cái cây đàn chỉ chúng ta học, rồi bé rất là kích thích khi bé tự học. Ở đây nó cũng có chức năng Dance Music nữa nè các bạn. Thì chúng ta sẽ chỉnh cũng tương tự như Lesson Live thôi. Dance Music thì chúng ta cộng trừ để tìm cái bài nó. Chúng nó có 50 bài nha các bạn. Ví dụ như ở đây mình thích một cái bài gọi là EDM của số 35 đi. Thì sau khi chúng ta đã chọn cái bài 35 thành công thì các bạn lần trước mình giới thiệu nhưng nó bị mất một phần. Các bạn nhìn ở dưới đây, chỗ đây các bạn tay mình đây. Ở đây đó là chữ Dance Music. Ở đây là reset tức là nó sẽ quay vị trí ban đầu. Còn ở đây là những effect. Đây là những cái gọi là tiếng string đi theo cái nền ấy. Đây là bass. Còn đây là drum trống nè. Đùm trống gồm có 3 đùm trống từ đồ, rê, mi. Đấy. Đấy. Đấy là những chức năng của Dance Music. Ví dụ như các bạn ở đây mình sẽ chi tiết hơn cho các bạn. Các bạn, ví dụ các bạn nhìn ở đây này. Ở đây nó có một cái bàn phím piano dạng ảo cho mình ở đây. Đây là chức năng dành riêng cho Dance Music. Đây, thì ví dụ như một cái bài hát mình đang chọn là 35 này. Bây giờ mình muốn cho tiếng trống nó phát thì sao? Đây nó có 3 tiếng trống nằm ở đồ, rê, mi. Đây, ví dụ mình cho tiếng trống đầu tiên nó phát, tiếng trống thứ ba nó phát, đây nè, note mi. Mình sẽ bấm vô note mi thì nó sẽ phát. Đây, đồng thời trên đây nó sẽ hiện thị cái note ở trên đây luôn. Đó là note của trống. Bây giờ mình sẽ cho thêm cái nhạc nền. Đây, nhạc nền, các bạn nhìn trên đây nè, nó chưa có phím nào sáng ngoài cái phím mi ở dưới. Còn bây giờ mình sẽ cho phím mi ở trên đây. Nó sẽ phát theo kèm. Đấy, cái này là nhạc nền đi theo. Thì đó là chức năng của cái CTK 1500. Tất cả những chức năng của CTK 1500 nó bao gồm những vấn đề đó. Ngoài ra nó có tempo để tỉnh cái mức nhanh chậm của một cái bài nhạc. Thì đó rất đơn giản. Cái Casio CTK 1500 này nó rất là chức năng như vậy, nhưng mà nó tích cho những bé nhỏ, hiệu chỉnh rất là ok. Nó sẽ không làm cho các bé cảm thấy là gối gắm trong quá trình chỉnh nhạc. Ở đây nó mình rất là thuyết phục của Casio CTK 1500. Nó nằm ở chỗ đó là nó chỉnh màu. Đó, nó đưa màu vô để nó cho các bé có thể dễ hiệu chỉnh.
Thì đó là dòng sản phẩm thứ hai mà Tưởng Nguyện Music muốn gửi đến quý vị các bạn cùng nhau tham khảo. Và quý phụ huynh, ban đầu mình muốn đầu tư cho con em mình mà mình chưa muốn đầu tư một cách chắc chắn hoặc một cách gọi là lâu dài, thì mình nên mua CTK 1.500 này, bởi vì nó có những chức năng cơ bản dành cho những bé từ 3 đến 9 tuổi học rất là ok. Nó có hai chức năng chính, đó là chức năng tự học và chức năng Dan Music để cho bé vọc vạch và tập những cái bài. Chức năng của Dan Music này của Casio, nó hỗ trợ cho những bé gọi là sáng tạo những âm nhạc. Khi mà các bạn cũng như các bạn đã tìm hiểu ở trên mạng đấy, cái sự sáng tạo nó sẽ giúp ích cho bé sau này rất là nhiều. Đó, thì ban đầu các bạn muốn cho các bé học nhạc và có một cây đàn không quá cao cấp hoặc là sơ khai ban đầu thì cây CTK 1.500 rất thích hợp. Thì bên Tấn Nguyễn Music và Việt Thanh Music Cờ Vấp sẽ bán cái cây này với giá trị là 3.3 triệu. Nó bảo hành cho mình 2 năm, tặng gồm một cái bao da hoặc là một cái chân cho mình. Đấy, nếu mà các bạn đặt hàng online ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên mình sẽ vận chuyển tới nhà. Thì đó là thông tin mình đã gửi đến các bạn về cái sản phẩm CTK 1.500 của Casio này rồi. Thì mình sẽ khuyên các bạn cùng quý phụ huynh sẽ mua cái CTK 1.500, bởi vì thứ nhất nó rẻ, đầy đủ chức năng của những cây organ. Đấy. Thứ hai đó là nó là sản phẩm tích hợp Dan Music để kích thích não bé phát triển và những tư duy gọi là sáng tạo cho âm nhạc. Cái thứ ba đó là chức năng tự học với đàn. Đấy, thì bao nhiêu chức năng đó là đã rất là hoàn thiện của một cây organ rồi. Thì cảm ơn quý phụ huynh và các bạn đã xem video của Tướng Nguyễn Music. Thì chúc quý phụ huynh và các bạn một ngày vui vẻ và làm việc thật hiệu quả. Cảm ơn các bạn và quý phụ huynh rất nhiều.